Wow, món lạ quý vị ơi, trà sữa hành lá. À, bỏ hành lá vào trong trà sữa uống luôn nè, trà sữa hành lá 49.000 nha. Thôi, à, lần đầu tiên thấy luôn quý vị ơi, trà sữa mà bỏ hành lá vô uống luôn. Rồi, Huy xin kính chào toàn thể quý vị đã đến với kênh Độc Lạ Bốn Phương. Thì hôm nay Huy đi uống trà sữa nha quý vị. Nhưng mà hôm nay đi uống trà sữa rất là độc lạ luôn. Trà sữa mà bỏ hành lá vô uống chung. Đó, giờ mới thấy luôn á. Theo Huy cảm nhận thì thấy nó hơi gọi là có gì đó chút sai sai, mà nó hơi gọi là chịch choạc, rồi nó hơi sai đường gây đường bắt. Đó giờ uống mà bây giờ thấy nè, trà sữa mà bỏ hành lá vô uống luôn, không biết có ổn không nữa. Trước khi uống thì Huy cũng dòm ngó bãi đáp gần nhất rồi. Có gì mà thấy không ổn là giọt luôn. Cái này là có thực đơn đàng hoàng nha. Cái này là có thực đơn đàng hoàng trong nha. Phiếu tính tiền luôn. Có phiếu tính tiền Huy mua trong quán đàng hoàng nha. Mà đặc biệt là cái món này á đang hot ầm ầm trên mạng luôn. Nên Huy thấy quá xá độc lạ luôn. Cũng cố gắng tới quán để uống trà sữa cái món cực kỳ mới mẻ này ha. Quý vị thấy nè. Hành nè. Ôi, một lớp giấy ở trên luôn. Có thêm topping nữa nha. Cũng hồi nãy cũng cao cao mà nãy đói quá quất trước mấy cục rồi. Rồi sau đây Huy xin mời quý vị cùng Huy review cái món trà sữa trộn với hành lá nha quý vị. Rồi Huy xin mời quý vị nha. Đó là cái hành lá sao mà nhiều quá vậy? Nói chung là nguyên một chén luôn. Một chén hành lá luôn hả? Thì Huy thì ăn được hành lá. Nhưng mà hành lá để mà trộn vô với trà sữa thì lần đầu tiên mới ăn. Còn hành lá thì ăn với phở, bún riêu, hủ tiếu này nọ thì mì này nọ là bình thường. Như có topping nữa không? Có topping nữa. Đây. Bỏ topping vô luôn. Topping vô luôn hả? Là lần đầu tiên mới thấy cái món gọi là trà sữa mà trộn chung với lại hành lá cả nhà. Rồi nửa chén hành lá luôn. Nguyên một cái hỗn hợp. Lần đầu tiên luôn. Không biết ai mà suy nghĩ cái món này. để Huy thử nha quý vị. Thử cái này đi. Đó. À, đây trà sữa với hành nha. Sau cái tâm lý nó lần đầu tiên uống trà sữa mà sao cái tâm lý nó bất ổn vậy không biết. Ổn không? Giống như giờ mình uống trà sữa mình có hành nhiều quá, dù hành thường mình ăn ví dụ như một tô bún hủ tiếu hay tô phở vậy đó thì hành nó cũng gọi là cũng một nhúm me thôi. Sau này bỏ khủng quá nên vớt một bát vậy nè, giống mình cạp một ăn một muỗng hành luôn á, mình nhai thì nó thấy nó hơi bị nhện nhện. Ví dụ trà sữa đây. Trà sữa thì ok, nói chung trà sữa là ngon nha quý vị. Nhưng mà trộn chung với hành á thì nó hơi kiểu như ăn nó hơi gọi là có gì đó nó chịch choạc, nó hơi không vô đường gây đường băng vậy. Cục miếng topping này nha. Cục này là cái cục gì xương xa phô mai. Phô mai vậy nè. Ăn chung luôn nha, có hành luôn nè. Sao thế sao? Thấy nó sao quá không có diễn tả sao luôn. Món này có trên menu thật là cái món này đặc biệt là có trên menu luôn nha quý vị. Có trên menu, trên phiếu tính tiền của một tiệm trà sữa luôn á. Mà khách vào uống cũng khá là đông. Và đặc biệt là cái món này thời gian gần đây cũng đang hot ầm ầm trên trên mạng á. Nên Huy mới biết, Huy mới tới review nè. Nói chung mấy cái topping này nọ trà sữa thì ok, nhưng mà chỉ có cái là trộn cái hành vô á, mình uống mình thấy nó hơi theo Huy cảm nhận là nó hơi sai sai công thức cái đó. Này là gì à? Giờ là sinh xa hạt lựu nha. Chân châu. Chân châu. Cạp thêm miếng hành nha. Huy là ăn hành được á nha. Nhưng mà hành thì dùng với cái món mặn. Thường hành á
người ta sẽ ăn với những cái món gọi là về đồ mặn á. Còn cái này thức uống, thường cái kia là dùng với cái món ăn, mà thức uống, uống mà có trộn hành thì nó hơi lần đầu mới thấy luôn không? Lần đầu tiên thấy luôn, quá xá, độc lạ luôn quý vị ơi. Độc lạ liền luôn á. Thì mấy bữa trước Huy cũng có review cái món bún thúi. Bún cua thúi. Bún cua thúi. Nói chung là ăn cái món đó cũng tâm lý, cũng không thui thì cái món mà trà sữa hành này đâu. Nhưng mà cái này thì mình cái cảm giác thì nó đỡ hơn cái bún món bún cua thúi ấy, cũng là một đặc sản của một cái làng quê. Thì miền Trung á. Có nghĩa là cua người ta để thúi rồi người ta mới bắt đầu là bỏ vô cái món ăn. Đúng rồi. Nhưng mà mình ăn không quen. Nói chung cũng ăn được mắm nhưng mà ăn không quen. Bị tâm lý á. Vô thì vừa vô nghe chữ bún thúi là tự nhiên cái nước nó hơi đen đen đó. Nó vô không nổi. Còn hôm nay bây giờ là trà sữa nè, trà sữa bỏ hành vô. Thấy nó không có theo Huy thì thấy nó không phù hợp với Huy lắm. Sao nãy giờ anh uống gì mà sao cái ly nó càng ngày nó càng trước khi đã nó tan rồi không? Trước khi review cái món này lại mình cũng không biết nó ổn hay không ổn, tại mình chưa có sử dụng lần nào, mà cũng cố gắng ngó xung quanh đây coi cái bãi đáp nào gần nhất để mà có cái chuyện đụng chuyện một cái mình chạy bình thường. Huy chạy cũng lẹ lắm á, mà sợ hôm nay chạy không lại tàu đâu. Tại vì thấy có nhiều người uống cho nên là cũng uống theo đó không? Nói chung là mình cũng tò mò mình thử coi làm sao, nhưng mà mình thấy nó không có theo Huy nha, không ổn lắm nha quý vị. Đúng rồi, nhiều người là không có ăn được hành là thua luôn. Nhiều người ăn không ăn hành được, còn Huy là ăn hành được. Nhưng mà trộn chung với trà sữa thì nó thôi. Nói chung là một cái món ăn rất là độc lạ, mới vừa xuất hiện, mới vừa xuất hiện ở Sài Gòn đó. Huy cũng cố gắng tới review để cho quý vị biết. Rồi, Huy cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Thì kênh chuyên về độc lạ, những gì hay, độc lạ, thú vị thì Huy sẽ quay và chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị có câu chuyện độc lạ muốn chia sẻ thì vui lòng điện thoại cái số Zalo Huy có ghi bên dưới phần bình luận của video á. Huy cảm ơn rất là nhiều. Huy cũng kính chúc cô chú anh chị mình ngày mới được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau á. Này nè, con nào? Tấp bình nè, tấp bình.